Vâng chào các bác nha, là trở lại với kênh của Ngô Cường à, Hôm nay lên sóng để tiếp tục giới thiệu các bác dòng côn mic mới về Đó là dòng côn mic chính hãng của Lida Cạc 223 d Thì đợt vừa rồi thì em lại về tiếp cái dòng mic Lida Cạc 223 d Và về được một ít côn của chính hãng của Lida Cạc 223 d à, Để dành cho các bác mà độ côn Đấy, và hôm nay chính thức giới thiệu cái dòng côn này à, Thì đọc dòng côn này của Lida Cạc 223 d Thì tiếng sáng và giải rất là rộng trở kháng lớn nên các bác đứng gần loa độ nhảy cao nó sẽ không bị rộn nó sẽ không bị tạp âm Đó, nó bật hai tay mic nó vẫn yên đây này em đang bật hai tay mic trên này. Đây, này đây này bật hai tay mic này à, đây là bộ mic xua sure của anh quân ở Hưng yên gửi về độ thì tình trạng của anh đây như này tức là khi các bác nào mà đang dùng mic xua sure như thế này tất cả những dòng mic xua sure và tất cả những dòng mic trên thị trường sử dụng những côn xanh đỏ tím vàng đây này sử dụng những cái côn xanh đỏ tím vàng như này Uh, nhưng không phải uh, lúc nào cũng phải phải thay nhé uh, trong những trường hợp đặc biệt chúng ta mới phải độ lại cái côn mic uh, thì những trường hợp như thế nào uh, nếu như công suất loa nó nhỏ đúng không ạ thì bác dùng những mic như này nó sẽ không bị rội tạp âm tức là bật lên nó vẫn yên và nó không bị hú tạp âm thì khi đó chúng ta sẽ không phải cắt giải loa uh, thì những trường hợp nào chúng ta sẽ phải độ lại côn mic thứ nhất là bật hai mic lên bật hai tay mic lên như này này đây này đây bác nhỉ hai bật hai tay mic lên như này này dơ trước loa một một Giờ trước loa mà nó bị tạp âm Tức là mình chưa nói gì cả Chưa có hát hò gì cả Mới mở to thôi Để to như này thôi mà nó bị tạp âm Thì tức là cái trở kháng côn nó rất là nhỏ Và khi bật hai tay mic lên nó sẽ bị rội Hát hát đưa nhạc vào nữa nó sẽ bị rội Và lúc đấy thì trường hợp đấy là chúng ta hát nó bị nhòe nơi Chúng ta không nghe rõ cái gì cả Nó cứ ngoáo 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 lên loa là chúng ta phải đồ này côn Những trường hợp thứ hai là gì à, Những dàn loa mà bị uh, nhiều loa tức là nhà hai ba đôi loa và hai uh, ba đôi loa và khi đó mic nó không còn đáp ứng được cái trở kháng của con mic nó không còn đáp ứng với tổng công suất của loa tức là bật lên phát là nó sẽ bị dội và nó bị hú là hú nhiều ấy tức là hú không biết cắt ở chỗ nào thì chúng ta cũng phải độ lấy con mic thì những con mic mà em hay độ được thành công thì đó là dòng dòng này nhé nhé hoặc trường hợp thứ ba đó là những cái dòng loa full đôi những dòng loa bát 40 từ thường mà tiếng mic nó bị dày quá tức là chúng ta phối sai mic đấy, cái mic nó dày và những dòng loa 40 những dòng loa full đôi nó bị dày tiếng thì khi đó chúng ta phải độ là những côn sáng tiếng như thế này và trở kháng nó lớn điện áp nó rộng độ nhạy nó cao thì khi đó thì sẽ giải quyết được vấn đề bài toán về về khâu phối vật lý đấy các bác nghe thử chất âm sau khi độ xong nhé đứng gần loa mà nó lại không có tạp âm đây này để nó yên như không ấy để, để. một hai, một, hai, hai, năm, hai năm, năm sáu về làm chi rồi anh nặng lẽ ra đi gom góp yêu thương quê nhà em khóc cho người tình qua à, và bộ mic chính hãng này nhé là đi là cạc là 9 triệu rưỡi này còn cái côn này là 800 000 một cặp hàng chính hãng Đấy, hàng chính hãng thì những cái côn này các bác là thay vào những cái mic chính hãng như này chất âm nó sẽ như nhau Đấy, còn những cái côn ngoài thì chúng ta thay vào nó sẽ không giống nhau thay vào nó chắc chắn là sẽ không giống nhau khi thay là các bác thay cả đôi còn cái này ví dụ chiếc một côn mic của dia cạc hai d là các bác cần để mua cái côn này thay vào là nó chất âm nó sẽ giống nhau ok các bác nha các bác mua thì ủng hộ em nhá thì con này không phải là gạ các bác mua côn mic tất nhiên là côn này nó sạch tiếng rồi độ nhạy nó cao nó dễ hát rồi nhưng không phải loa nào cũng phối được các bác phải dựa những tình huống vừa rồi em đưa ra đấy mà nó bị tức là bật lên mà chưa hát nó có tạp âm và hát lên rồi nó bị dội cái trường hợp thứ ba là loa nó dày tiếng quá và đưa vào nó bị uh, gọi là bị ôm ấy thì chúng ta đổ lại cái côn mic này là giải quyết được vấn đề các bác nhá. Thế khi đó là chúng ta sẽ không cắt giải loa nữa. Chúng ta sẽ không cắt giải noa vì nó không có tạp âm thì chúng ta sẽ không cắt giải loa nhiều nữa. Can thiệp giải noa nhiều nó bộ karaoke nó sẽ hoàn hảo hơn. Đấy. Các bác xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh cho em nhá. Xin chào các bác ở những video tiếp theo.